trưa ngày 29 tháng 4, sau khi tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết được thông, hàng ngàn xe bắt đầu chạy vào hướng đi tỉnh Bình Thuận để về quê hay đi chơi. Theo ghi nhận, đoạn trạm thu phí cách cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây rẽ vào, dòng xe nối đuôi nhau, kẹt xe kéo dài khoảng 3 km. Đoạn trạm thu phí này chỉ có hai làn xe, lượng xe đổ dồn về đông nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Do mới thông xe nên nhiều hạng mục vẫn còn đang triển khai. Còn tại đoạn giao giữa cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây với Vĩnh Hảo, Phan Thiết ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, xe đang đi với nhiều làng thì phải nhập lại thành một để từ đường dẫn ra quốc lộ 1. Chính vì nút thắt cổ chai này, xe cổ tắt nghẽn, di chuyển khó khăn. Không chỉ tắt trên đoạn chính cao tốc, đường dẫn từ đây đi ra đến quốc lộ khoảng 2,5 km cũng ủng ứ kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận huy động tối đa lực lượng điều tiết nơi đây cao tốc Phan Thiết Dầu Dây dài 99 km, đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Thuận dài 47,5 km, Đồng Nai dài 51,5 km. Đây là dự án duy nhất trong giai đoạn này được đầu tư cấp đặc biệt với quy mô 4 làng xe hoàn chỉnh, mỗi bên một làng dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế tối đa 120 km trên giờ, tổng mức đầu tư 12.577 tỷ đồng khi cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đưa vào khai thác, xe cộ ở thành phố Hồ Chí Minh xuất phát tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ thông suốt đến thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, rút ngắn thời gian dự kiến từ 4 giờ xuống còn 2 giờ.